Chào tất cả các bạn đến kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái đèn năng lượng mặt trời này. Nó bị hỏng, tình trạng là bật nó không lên, không sáng. Đó, bật nó không sáng này. Không sáng, kéo ra và không sáng này. Đó, không sáng nhé. Rồi chúng ta sẽ tháo ra. Video trước mình đã bung nó ra rồi. Video này hướng dẫn các bạn sửa. Đây. Đây là dây sạc pin năng lượng mặt trời nó đứt rồi, không sao cả, không liên quan đến nó. Để sửa nó thì chúng ta sẽ các bạn nhìn này, cái mạch của nó hiện tại là rất là bị sùi và bẩn như này. Hiện tại thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách dùng đồ hồ đo để đo cái cục pin này xem nó có điện không trước. Xem có điện không nhé. Mình sẽ đo xem nó còn bao nhiêu điện. Đây. Tại thì mình đo nó rơi tập khoảng 0 phẩy mấy vôn. Vậy là cục pin này đã bị hỏng. Chúng ta sẽ bỏ nó đi và thay cục pin khác. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái cục pin này, nó trong bị tình trạng là hết điện. Ok, mình sẽ thả nó ra. Khi chúng ta bỏ cái pin cũ của nó đi thì chúng ta sẽ lấy một cái cục pin cell pin khác. Đây là cái cell pin mình lấy từ laptop. Cái này chỉ mình chỉ chế được một cục thôi các bạn ạ. Đó, các bạn hàn dây và các bạn nối vào. Đa phần những cái ban bệnh này nó chỉ bị hỏng pin thôi. Thế mình sẽ kéo thử này cho các bạn xem. Chỉ thay pin là xong, chúng ta kéo ra nha để kiểm tra xem đúng không. Đó, sau khi tôi đã thay pin thì bóng đã sáng, ok. Đó. Chúng ta sẽ lắp vào. Ta chỉ thay được một cục pin mà thôi, hai cục pin nó sẽ cậy và không lắp được. Đó. Rất là sáng, ok. Kênh tài chế độ của mình chúc bạn thành công. Các bạn hãy nhớ like và chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để đón xem nhiều video cập nhật hơn nhé.